hen suyễn là một chứng rối loạn viêm mãn tính, trong đó đường thở bị thu hẹp, làm cản trở quá trình hô hấp và gây ho hoặc tức ngực. Các cơn hen suyễn có thể từ nhẹ đến đe dọa tính mạng. Nguyên nhân của bệnh hen suyễn là không rõ ràng, nhưng một loạt các ảnh hưởng từ môi trường bao gồm chất gây dị ứng, vi khuẩn, chất độc và virus được cho là làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Và di truyền có thể đóng một vai trò nào đó. Các bác sĩ lâm sàng từng nghĩ rằng chỉ có một loại bệnh hen suyễn, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng có hai loại. Loại 2 là bệnh viêm và bao gồm hen suyễn dị ứng và không phải loại 2. Trong một loại bệnh hen suyễn dị ứng, cơ thể cũng tạo ra, ví dụ như nhiều immunoglobulin E để phản ứng với các tác nhân gây ra như bụi hoặc lông thú cưng. Mặc dù có nhiều phương pháp điều trị bệnh hen suyễn, nhưng nhiều phương pháp trong số đó là phương pháp điều trị viêm mục tiêu do cytokine loại 2 ảnh hưởng đến khoảng một nửa số bệnh nhân hen suyễn. Thiếu các phương pháp điều trị cho những người mắc các loại bệnh hen suyễn khác. Mặc dù bệnh hen suyễn có liên quan đến nhiễm trùng do vi khuẩn và chứng loạn khuẩn, nhưng chính xác thì vi khuẩn đóng vai trò như thế nào trong chứng rối loạn này vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu mới được báo cáo trên Science Translational Medicine hiện đã tìm ra mối liên hệ cơ học giữa vi trùng và bệnh hen suyễn. Một thành phần chính của màng tế bào vi khuẩn là một phân tử gọi là lipopolysaccharide LPS, có thể kích hoạt hoạt động của các phân tử gây viêm, bao gồm một cytokine được gọi là oncostatin MOSM. Khi các nhà nghiên cứu phân tích sinh thiết từ bệnh nhân hen suyễn, họ xác định rằng mức độ OSM cao bất thường. Mức OSM cao cũng có liên quan đến các rối loạn viêm nhiễm khác. Công trình này đã chỉ ra rằng OSM có thể có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động gen có liên quan đến bệnh hen suyễn nặng. OSM dường như đang thúc đẩy tình trạng viêm đường thở gây ra các cơn hen suyễn. Khi các nhà nghiên cứu chặn OSM và các con đường sinh hóa mà nó thúc đẩy, các triệu chứng của bệnh hen suyễn đã giảm ở mô hình chuột. Mặc dù những con đường đó liên quan đến phản ứng miễn dịch đối với nhiễm trùng do vi khuẩn, nhưng không có sự suy giảm khả năng chống lại nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch. Bây giờ nghiên cứu này đã tiết lộ cách các triệu chứng hen suyễn có thể được thúc đẩy bởi nhiễm vi khuẩn, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra phương pháp điều trị mới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào! Chia sẻ hữu ích nhé!